sự thật trong bản phúc trình về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã công bố phúc trình về tự do báo chí năm 2019, bao gồm một bảng xếp hạng mức độ tự do báo chí của các quốc gia. Trong đó, họ xếp Việt Nam ở vị trí 176 trên 180 quốc gia, tụt một hạng so với bảng phúc trình trước. Theo Daniel Bastard, đại diện RSF đặc trách khu vực châu Á, thì Việt Nam bị tụt hạng vì bốn lý do. Một là việc nhà nước Việt Nam tăng cường trấn áp các blogger và nhà báo công dân là những nguồn thông tin độc lập duy nhất ở Việt Nam. Hai là vụ bắt trường duy nhất ở Thái Lan mà Bastard bình luận rằng khi bắt cóc một nhà báo công dân bên ngoài nước Việt Nam không thiết gì luật pháp quốc tế. Ba là việc Việt Nam ban hành luật an ninh mạng. Bốn là việc Việt Nam dùng lực lượng 47 gồm 10.000 dư luận viên để bảo vệ đảng và lãnh đạo tấn công những tiếng nói bất đồng trên mạng. Ngoài ra, Bastard cũng bình luận rằng Việt Nam đang áp dụng mô hình đàn áp của Trung Quốc dựa trên sự giám sát chặt chẽ thông tin nhờ công nghệ. Trong tuần qua, một số tổ chức, cá nhân chống đối, viện dẫn bản phúc trình của RSF để công kích nhà nước Việt Nam xâm phạm quyền tự do ngôn luận và để biện hộ cho trường duy nhất. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy thông tin mà RSF đưa ra có 3 điểm sai sự thật. Thứ nhất, họ đã đánh đồng những blogger bị truy tố vì vi phạm pháp luật với các nguồn tin độc lập ở Việt Nam. Một nước có 60% dân số dùng Facebook như Việt Nam, không thiếu các nguồn tin độc lập và nhiều vấn đề được dư luận chú ý trong thời gian qua đã xuất phát từ các nguồn tin đó. Nhà nước Việt Nam không truy tố các nguồn tin độc lập, mà chỉ truy tố các cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam. Thứ hai, Trương Duy Nhất là một công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, bị Việt Nam truy nã và bắt giữ khi đang nhập cảnh và sinh sống bất hợp pháp ở Thái Lan. Như vậy, việc bắt Nhất không hề vi phạm pháp luật của cả hai nước. Thứ ba, trong cuộc họp báo chiều ngày 25 tháng 3, Bộ Công an Việt Nam đã cho biết Trương Duy Nhất bị bắt do liên quan đến vụ Vũ Nhôm. Cụ thể, ông Nhất bị cáo buộc lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua bán bất động sản không qua đấu giá trong thời gian giữ chức trưởng ban đại diện tại Đà Nẵng của báo Đại Đoàn Kết. Như vậy, ông Nhất bị bắt để điều tra về hành vi tham nhũng, chứ không phải bị bắt do viết blog. Do phúc trình về tự do báo chí của RSF chứa khá nhiều thông tin sai sự thật như vừa nêu, chúng tôi e rằng tổ chức này khá lệ thuộc vào các nguồn tin không đáng tin cậy trong giới dân chủ. Hy vọng rằng họ sẽ thận trọng hơn trong những phúc trình sau. Trong khi đó, hành xử của giới dân chủ trong vụ việc này cho thấy thái độ thật của họ đối với vấn đề tham nhũng. Năm ngoái, họ đã tung một lượng lớn tin đồn sai sự thật để công kích chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm nay, họ đang trắng trợn bóp méo sự thật để bảo vệ một người cùng phe bị cáo buộc tham nhũng. Như vậy có thể thấy, họ chỉ lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống nhà nước, chứ không có gì trăn trở về vấn đề này. Không đáng ngạc nhiên khi nhiều tổ chức dân chủ như Voice, KnowYou, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Cứu Lấy Dân Oan đã bị chính thành viên hoặc cộng đồng hải ngoại tố tham nhũng.